Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, với quan điểm con người là trung tâm của sự phát triển, từ khi tái lập tỉnh đến nay, Vĩnh Phúc luôn thực hiện nhất quán chiến lược phát triển kinh tế gắn với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân luôn được tỉnh quan tâm và ngay khi mới tái lập, Vĩnh Phúc đã có nhiều cơ chế chính sách đi tiên phong trong cả nước. Điển hình là việc ban hành nghị quyết số 10 ngày 1 tháng 11 năm 2002 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 13 về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2001-2005 và nghị quyết 03 ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006-2010. Định hướng đến năm 2020. Từ những cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh, sản xuất nông nghiệp ngày càng đa dạng về cơ cấu sản phẩm và loại hình tổ chức. Loại hình sản xuất quy mô vừa và lớn dần được hình thành, kinh tế trang trại sản xuất hàng hóa, đặc biệt là trang trại chăn nuôi, thủy sản bắt đầu phát triển. Cũng từ đó, ngày càng có nhiều hộ dân đã tận dụng nguồn lực đất đai, nguồn vốn ưu đãi, tiếp cận khoa học kỹ thuật mới trong chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Hai vợ chồng lại bàn bạc nhau lại vay vốn lại tái đàn thì được nhà nước mới lại các cấp chính quyền cũng hỗ trợ nhiều mới lại động viên hai vợ chồng thì lại tái đàn thì chăn nuôi cho đến bây giờ thì đại loại là cũng coi như là ổn. Những kết quả của các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân là tiền đề để Vĩnh Phúc đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 36 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 4 trên 9 huyện thành phố được công nhận đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn trên địa bàn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện nâng cao. Thôn Phúc Lập Trong chúng tôi đã thực hiện theo cái 9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và thôn cũng đã được cấp trên ghi nhận và công nhận. Thì chúng tôi cũng mong muốn rằng cái việc xây dựng nông thôn mới này sẽ được tiếp tục lan tỏa ra đến đối với mọi nhân dân trong thôn và trên địa bàn trong tỉnh hơn nữa để cho nhân dân được cùng hưởng lợi về cái lợi ích. Thấy mức hưởng thụ của nhân dân nó ngày càng bậc cao hơn nữa. Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được Vĩnh Phúc quan tâm đầu tư, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự phát triển toàn diện thể chất, tinh thần và chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Công tác an sinh xã hội của tỉnh ngày càng đồng bộ và hoàn thiện với diện bao phủ không ngừng được mở rộng. Hàng năm toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 20.000 lao động, bình quân mỗi năm ngân sách tỉnh cấp trên 300 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng chính sách. Công tác giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo được quan tâm thực hiện tốt. Đến năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 0,44%. Đặc biệt, trước sự bùng phát của dịch COVID-19, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách như hỗ trợ kinh phí tiêm vaccine phòng COVID-19, hỗ trợ tiền ăn cho người dân khi thực hiện cách ly y tế tập trung, thuê chuyên cơ riêng từ nguồn xã hội hóa để đón công dân Vĩnh Phúc có hoàn cảnh khó khăn đang học tập, lao động tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê hương an toàn. Là những chính sách nhân văn thể hiện trách nhiệm của tỉnh đối với sức khỏe, đời sống của người dân và cũng là những chính sách riêng của Vĩnh Phúc. Gần như là rất ít tỉnh đón được người dân về và mình được hưởng cái chính sách đấy của tỉnh thì mình rất là kiểu hạnh phúc và mình rất là kiểu biết ơn cái sự hỗ trợ của tỉnh dành cho những người dân đang gặp khó khăn ở trong miền Nam. Nhất quán mục tiêu con người là trung tâm của sự phát triển trong các văn kiện của các kỳ đại hội đảng bộ tỉnh, các nghị quyết của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, các quyết định kế hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh đều thể hiện rõ quan điểm, định hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện đồng bộ ba trụ cột quan trọng trong chiến lược tăng trưởng nhanh và bền vững, bao gồm phát triển kinh tế, an sinh và phúc lợi xã hội với mục tiêu cao nhất con người là trung tâm của sự phát triển. Quá trình phát triển luôn phải đặt con người vào vị trí trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau của sự phát triển. Người dân phải được trao quyền và cơ hội nhiều hơn để tự cải thiện điều kiện kinh tế và đời sống của mình. Xác định con người vừa là nguồn lực vừa là động lực quan trọng của sự phát triển. Với việc lấy con người là trung tâm của sự phát triển, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 đã ban hành nghị quyết số 12 về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, được cụ thể hóa bằng mục tiêu và giải pháp rất cụ thể. Người dân phải được thụ hưởng thành quả của sự phát triển.
Với khẩu hiệu hành động xuyên suốt, Công an Vĩnh Phúc tất cả vì sự bình yên của nhân dân, 25 năm qua, lực lượng công an tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với phòng ngừa xã hội, quyết liệt đấu tranh với tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Các vụ án đặc biệt nghiêm trọng luôn được tập trung lực lượng điều tra, làm rõ trong thời gian ngắn, để lại niềm tin trong nhân dân. Để phòng ngừa các loại tội phạm hình sự, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Hàng năm, đơn vị đã triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, các kế hoạch chuyên đề nhằm giải quyết triệt để các loại tội phạm hình sự có diễn biến phức tạp. Từ năm 1997 đến nay, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện, triệt xóa hàng trăm ổ nhóm tội phạm, điều tra làm rõ hơn 10.000 vụ việc phạm tội về trật tự xã hội, phát hiện bắt giữ trên 2.600 vụ đánh bạc, hơn 500 vụ mại dâm, hơn 3.000 vụ ma túy, bắt và vận động ra đầu thú hơn 2.000 đối tượng truy nã, không để hình thành ổ nhóm, băng nhóm hình sự phức tạp hoạt động trên địa bàn. Lực lượng công an đã là lực lượng xung kích đi đầu, đảm bảo an ninh trật tự để phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Lực lượng công an đã tích cực để giữ vững sự ổn định về an ninh trên địa bàn tỉnh, đảm tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế xã hội, làm ăn trên phát triển kinh doanh trên địa bàn tỉnh một cách là an toàn. Những năm gần đây, các loại tội phạm về trật tự xã hội ngày càng gia tăng và có diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng phạm tội hình sự rất manh động, liều lĩnh. Do vậy, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra, làm rõ 100% các vụ trọng án xảy ra trên địa bàn, không để xảy ra oan sai trong quá trình điều tra, xử lý. Nhiều vụ án liên quan đến tín dụng đen, cờ bạc, mại dâm được điều tra làm rõ. Tình tội phạm trên địa bàn tỉnh có diễn biến tương đối phức tạp. Ví dụ như các tội phạm về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp, rồi là tội tệ nạn xã hội về cờ bạc, mại dâm, cũng như là hoạt động bảo kê, hoạt động tội phạm cho vay lãi nặng, tín dụng đen và các hoạt động như là karaoke, lưu trú trá hình thì diễn biến tiềm ẩn rất là phức tạp. Phòng cảnh sát hình sự là đơn vị đứng đầu trong công tác là đấu tranh phòng chống loại tội phạm, thì cơ bản là về tình tội phạm hình sự đã được kiềm chế, không để xảy ra những vụ án, đặc biệt là trọng án, gây bức xúc trong quần chúng dân. Cùng với việc chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, lực lượng công an đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh với tội phạm, từ đó góp phần đẩy lùi và kiềm chế tội phạm trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử các vụ án theo tinh thần Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp, qua đó không để xảy ra các vụ việc oan sai, không có án hủy, tỷ lệ án sửa thấp và không có vi phạm về thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật. Chuyển biến trong việc cải cách tư pháp của Tòa án Nhân dân hai cấp trong tỉnh thể hiện rõ nhất chính là việc đổi mới tổ chức phiên tòa cả về nội dung và hình thức. Tòa án Nhân dân hai cấp đã bố trí phòng xử án theo mô hình mới, thay đổi vị trí ngồi của những người tiến hành tố tụng, người tham gia. Hội đồng xét xử giữ vị trí là trọng tài xem xét quyết định, phân định trên cơ sở hoạt động tranh tụng của bên buộc tội và bên gỡ tội, bên nguyên đơn và bên bị đơn. Luật sư chính thức được ngồi ngang hàng với đại diện Viện Kiểm sát trong các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm. Đây không chỉ là sự thay đổi về hình thức phiên tòa mà còn là sự thể hiện tinh thần đổi mới, cải cách tư pháp, từ mô hình tố tụng xét hỏi sang mô hình tranh tụng, coi tranh tụng là khâu đột phá, đồng thời thực hiện tốt việc tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật. Nhờ vậy, tỷ lệ giải quyết các loại án hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao, trong đó tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 95%, tỷ lệ hòa giải thành công hàng năm trên 50%. Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Tường thì trong thời gian vừa qua là rất là chú trọng và quan tâm đến vấn đề là cải cách tư pháp nghị quyết 49, đặc biệt là trong lĩnh vực là tranh tụng tại phiên tòa và được dư luận xã hội và quần chúng rất quan tâm để đảm bảo được cái tính công khai khách quan và đảm bảo được cái
tinh thần tranh tụng là không khống chế về mặt thời gian, đảm bảo cho các bị cáo, luật sư và những người tham gia tố tụng được đưa ra ý kiến tranh luận tại phiên tòa và tránh cái sự oan sai, và đặc biệt là để luật sư đương sự đưa ra bị cáo đưa ra các chứng cứ chứng minh đối với lại cái hành vi phạm tội của mình, và đặc biệt là quan tâm đến việc cỡ tội đối với bị cáo, và để khi hội đồng xét xử ra một bản án đúng người đúng pháp luật, không oan sai. Cùng với tăng cường công tác nghiệp vụ xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để đổi mới các thủ tục hành chính, tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình, thủ tục hành chính, bổ trợ cho hoạt động xét xử tại tòa án, giải quyết các yêu cầu của công dân. Cải cách tập trung vào việc tiếp nhận và xử lý đơn khởi kiện, hồ sơ kháng cáo, kháng nghị, hồ sơ do Viện Kiểm sát Nhân dân chuyển đến, đơn khiếu nại hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của tòa án, cung cấp tài liệu, bản án, quyết định có trong hồ sơ vụ án cho công dân có yêu cầu, tiếp công dân và công khai minh bạch các hoạt động của tòa án. Hiện nay, số lượng án thụ lý các loại không ngừng tăng lên, tính chất vụ việc phức tạp hơn so với trước, trong đó loại án về tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp tài sản tăng cao. Còn ở lĩnh vực hình sự, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi hơn. Do vậy, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp tại địa phương. Tòa án Nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp đến toàn thể cán bộ công chức nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác, thực hiện đồng bộ 14 giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử các loại án, đảm bảo việc tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, tập trung chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức phiên tòa trực tuyến, từng bước xây dựng nền tư pháp tiên tiến, công khai, minh bạch, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với cơ quan xét xử, nơi công lý, biểu tượng của lẽ phải và sự công bằng. Công tác cải cách tư pháp của ngành tòa án Vĩnh Phúc đã góp phần bảo vệ công lý, quyền, lợi ích chính đáng của công dân, tổ chức, nhà nước, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân. Mặc dù tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh những ngày vừa qua luôn cao. Tuy nhiên, với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt với diễn biến dịch COVID-19. Ngày 22 tháng 12, ngay sau khi tiếp nhận thông tin của Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên về một em học sinh của lớp 4A dương tính với SARS-CoV-2, Trường Tiểu học Đạo Đức B huyện Bình Xuyên ngay lập tức chuyển toàn bộ 25 em học sinh và các thầy cô giáo đã dạy lớp 4A cách ly tập trung ngay tại trường học, tiến hành xét nghiệm sàng lọc toàn bộ học sinh của trường. Riêng đối với các lớp học còn lại tại nhà trường, vẫn tổ chức cho học sinh đến học trực tiếp theo phương châm lớp cách ly với lớp, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K. Thực hiện cái ý kiến chỉ đạo là thích ứng an toàn và linh hoạt, thì nhà trường có một dãy nhà đằng sau vừa mới xây xong, cũng cách một cái khu sân. Thế cho nên là nhà trường cũng thực hiện là đưa các em xuống dưới đó để thực hiện việc cách ly. Vừa cô giáo cũng cùng với 25 bạn học sinh trong lớp đó thực hiện việc cách ly tại chỗ ở khu đằng sau. Đối với cái điều kiện để cách ly đảm bảo an toàn phía dưới thì nhà trường có đủ hết các điều kiện, nhà vệ sinh khép kín ở phía dưới và cách biệt hẳn với lại các khu trường học trên này. Sau khi cho học sinh trở lại trường sau hơn một tháng học trực tuyến, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp 2, cấp 3 Vĩnh Phúc tập trung đẩy nhanh tiến độ chương trình, ưu tiên các em khối 12 tập trung học các môn thi tốt nghiệp, triển khai xây dựng chương trình với các nội dung cốt lõi trọng tâm. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, nhà trường đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu cán bộ giáo viên phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, nắm bắt thông tin tình hình dịch tễ, theo dõi sức khỏe cho các em, nhắc nhở các em thực hiện đầy đủ quy định phòng chống dịch khi đến trường, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch, tiến hành xét nghiệm tầm soát thường xuyên đối với giáo viên, học sinh. Những buổi học trực tiếp thì nhà trường đã cử cán bộ giáo viên đã tham gia các lớp tập huấn về test COVID, thì sẽ test từ 5-10% để loại trừ các yếu tố dịch tễ. Còn tủ thuốc thì nhà trường đã thực hiện cơ số thuốc theo đúng yêu cầu văn bản của Sở Y tế. Tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Phúc Yên đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, để đảm bảo chương trình năm học,
các trường học trên địa bàn thành phố đã chủ động xây dựng phương án linh hoạt kết hợp dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến. Đối với các em học sinh khối lớp 9 được đến trường học trực tiếp luôn được nhà trường kiểm soát chặt chẽ, thực hiện giãn cách lớp với lớp, xét nghiệm tầm soát thường xuyên. Linh hoạt trong cái việc dạy học trong thời gian dịch bệnh thì nhà trường đã, theo sự chỉ đạo của phòng giáo dục thì nhà trường cũng sẽ chủ động thích ứng. Hiện tại thì tình hình dịch ở Phúc Yên cũng có nhiều ca F0. Vì vậy mà nhà trường tạm thời trong tuần này là cho học sinh khối 9 đi học trực tiếp, còn khối 6, khối 7, khối 8 thì học online. Việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, số ca F0 trong cộng đồng tăng mạnh, song với sự chỉ đạo sát sao của cả hệ thống chính trị cùng những nỗ lực, sự chuẩn bị chu đáo của các trường, đến nay hoạt động dạy học của các nhà trường đã được triển khai theo đúng kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Vĩnh Phúc ghi nhận 92 ca mắc SARS-CoV-2, trong đó 18 ca đã cách ly tập trung, 51 ca tại cộng đồng và 23 ca cách ly tại nhà. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh ghi nhận 3.236 bệnh nhân COVID-19. Trước tình hình số ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng những ngày qua tăng cao, để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị số 21 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tỉnh và tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Các sở, ban ngành, các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch, phục vụ nhân dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thưa quý vị và các bạn, sâu sát và chủ động đổi mới, những bài học ấy không bao giờ cũ trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Quán triệt bài học này qua 25 năm tái lập tỉnh, các cấp ủy đảng trong đảng bộ tỉnh đã thường xuyên thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và công tác cán bộ. Và trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm. Đây không chỉ là chủ trương đột phá trong công tác cán bộ mà còn thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao nhất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng. Qua đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và mỗi địa phương. Hết năm 2021, huyện Vĩnh Tường đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Trong đó có những chỉ tiêu khó như giải phóng mặt bằng, đầu tư công, xử lý vi phạm đất đai. Theo người đứng đầu cấp ủy huyện, những việc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao là những việc khó, những việc tồn tại lâu năm. Để thực hiện, đòi hỏi người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải có quyết tâm chính trị cao nhất. Đây là một cái đột phá trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Có sự thay đổi nên là rất là quan trọng để giúp cho Ban Thường vụ các huyện, thành phố vừa tạo sức ép nhưng cũng tạo cái động lực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành được các cái nhiệm vụ, những cái nhiệm vụ mà khó, những nhiệm vụ mà đột phá, những cái vấn đề mà lâu năm chưa được giải quyết thì đến nay thì các Ban Thường vụ các huyện, thành phố là sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết để dứt điểm được những cái tồn đọng mà kéo dài như vậy. Thì đó là những cái mà quan điểm chúng tôi thấy rằng là một cái định hướng, một cái thay đổi mà rất là đúng đắn mà phù hợp với lại thực tiễn hiện nay. Thời gian qua, thông qua việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm gắn với thực hiện kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiều việc khó, nhiều việc tồn tại lâu năm, các điểm nghẽn cản trở phát triển ở từng ngành, lĩnh vực, địa phương đã được giải quyết. Điều này vừa làm tăng trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, vừa nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy trong hệ thống chính trị. Đây cũng chính là nhân tố quyết định góp phần để Vĩnh Phúc vượt qua khó khăn, thách thức của đại dịch COVID-19, trở thành điểm sáng của cả nước trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021. Chúng tôi chọn nội dung việc để giao, đó là những việc mới, đó là những việc khó, đó là những việc tồn tại lâu năm chưa giải quyết được và thậm chí có cả những việc chưa có trong tiền lệ. Nhưng vì thực hiện nhiệm vụ chính trị cho nên chúng tôi vẫn giao. Và quá trình giao thì chúng tôi có kiểm tra, có lắng nghe, có chia sẻ,
có động viên và cũng có kể cả tháo gỡ những cái cơ chế để cán bộ có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất. 25 năm tái lập tỉnh với thành tựu đầy tự hào, dưới ánh sáng soi đường của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, bắt đầu từ đổi mới nhận thức, tư duy đến hành động, đặc biệt là đổi mới trong công tác cán bộ vẫn là bài học sống còn xuyên suốt trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, được các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện để Vĩnh Phúc vững bước đi lên, thực hiện mục tiêu đến năm 2025, Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, trung tâm công nghiệp, du lịch, dịch vụ của vùng và cả nước. Những ngày qua, thời tiết đã có rét đậm, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm là rất lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến sự sinh trưởng và phát triển của đàn gia súc gia cầm. Để bảo vệ đàn vật nuôi, thời điểm này, việc thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm được ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương và các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai. Hiện toàn tỉnh có gần 110.000 con trâu bò, hơn 400.000 con lợn và trên 11,2 triệu con gia cầm. Để chủ động phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân chủ động gia cố, tu sửa, đảm bảo chuồng trại sạch sẽ, khô ráo, có hệ thống rèm, bạt để che chắn đủ ấm. Đối với trâu bò, áp dụng các biện pháp bảo quản và giữ trữ thức ăn thô, xanh, nhất là rơm, dạ và cỏ khô. Trong những ngày rét đậm, rét hại, cho ăn tăng lượng thức ăn tinh, bổ sung vitamin và chất điện giải để tăng cường sức đề kháng. Đối với gia súc, gia cầm khác, cho ăn đầy đủ theo chủng loại, số lượng, chất lượng và lứa tuổi. Để chủ động phòng chống đói rét cho đàn nuôi thì người chăn nuôi cần thực hiện tốt một số những cái nội dung chủ yếu như sau. Thứ nhất là gia cố, tu sửa, che chắn chuồng trại và chuẩn bị các cái vật liệu cần thiết để sưởi ấm ngay khi cần. Thứ hai là giữ trữ đầy đủ các cái loại thức ăn, đặc biệt là thức ăn thô xanh cho đàn trâu bò. Thứ ba là tăng cường các biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng đối với lại gia súc gia cầm non, và khi mà nhiệt độ ngoài trời mà dưới 12 độ C thì tuyệt đối là không được chăn thả gia súc. Cuối cùng là tiêm đầy đủ các cái loại vaccine phòng bệnh và vệ sinh khử trùng tiêu độc chuồng trại môi trường chăn nuôi và theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của đàn vật nuôi để có cái biện pháp xử lý kịp thời. Gia đình bà Trần Thị Xoay, thôn Hà Trì, nuôi gà đẻ trứng gần 20 năm nay cho biết khi thời tiết chuyển sang mùa đông thì việc phòng chống đói rét, bảo vệ đàn gà luôn được gia đình chú ý. Ngoài ra, việc che chắn chuồng nuôi, đảm bảo đầy đủ thức ăn, bổ sung vitamin, khoáng chất cho gà thường xuyên sẽ giúp gà khỏe mạnh, nâng cao sức đề kháng, tỷ lệ đẻ trứng đạt cao. Sáng thì che kín, trưa thì nắng thì mở ra cho nhiệt độ bên ngoài nó vào cho con gà nó khỏe gà. Thức ăn thì phải cho nó đủ hàm lượng thì con gà nó mới đẻ khỏe được. Thế uống thuốc thì nó phải có đủ liều lượng, thuốc bổ, thuốc bệnh là phải cân đối cho con gà nó ổn định, nó mới đẻ đều được. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết trong mùa đông năm nay có nhiều diễn biến phức tạp, cả mùa đông sẽ chịu ảnh hưởng nhiều đợt không khí lạnh, do đó người dân cần phát huy tính chủ động, tích cực trong việc chăm sóc, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi của gia đình nhằm giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất do giá rét gây ra. Ứng dụng công nghệ thông tin vào đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe các hạng được xem là bước đi cần thiết, phù hợp trong xu thế hội nhập hiện nay. Đặc biệt, việc ứng dụng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, tạo tính minh bạch mà còn giúp học viên có kỹ năng thực chất, ứng xử văn hóa khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Để đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đào tạo sát hạch lái xe, các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh đã đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ từ phương tiện dạy lái đến phòng học, sân tập đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Hầu hết các cơ sở đào tạo đã trang bị hệ thống máy chiếu phục vụ công tác giảng dạy, trang bị đủ máy vi tính cho học viên học luật giao thông đường bộ và sử dụng phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Đặc biệt, trên mỗi xe ô tô sát hạch đều gắn camera tự động để nhận biết chính xác học viên đăng ký học và dự thi. Cùng với đó, phần sa hình với các bài thi mà học viên phải trải qua, tất cả được lắp cảm ứng từ, qua đó giúp cho việc dạy và học thuận lợi hơn rất nhiều. Thực tế, những cái tình huống giao thông cũng như là những cái kỹ năng các bộ môn cơ bản trong quá trình giảng dạy, học viên sẽ tiếp thu rất nhanh. Về thực hành thì học viên sẽ tham gia vào học thực hành được trên các thiết bị chấm điểm tự động. Giáo viên, bản thân giáo viên giảng dạy đối học viên cũng sẽ rất dễ dàng. Qua thực tế triển khai thực hiện cho thấy, việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, đặc biệt là việc bổ sung các quy định mới vào đào tạo đã giúp cơ quan nhà nước quản lý được thời gian học lý thuyết cũng như thực hành của các cơ sở đào tạo.
qua đó hạn chế tối đa tình trạng cắt xén chương trình, ngăn chặn tiêu cực, giúp người điều khiển phương tiện giao thông nâng cao kỹ năng xử lý tình huống trong thực tế, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Việc áp dụng công nghệ thông tin thì sẽ giúp ích rất là nhiều cho việc đánh giá người học. Thứ nhất là môn thi lý thuyết, môn thi pháp luật giao thông đường bộ thì sẽ được đánh giá trên máy. Người học sẽ được đánh giá thực lực, không có sự tác động can thiệp của con người. Thứ hai nữa là việc thi thực hành trên sân thì cũng được chấm bằng thiết bị hiện đại. Bên cạnh đó, để công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe ngày càng đi vào nền nếp, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác giám sát hoạt động đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, để những tài xế khi tham gia giao thông có kiến thức và ý thức tốt hơn. Để đảm bảo an toàn giao thông, việc tăng cường đào tạo kỹ năng lý thuyết cũng như thực hành cho lái xe đóng vai trò rất quan trọng. Bên cạnh hoàn thiện bổ sung giáo trình, Sở Thông yêu cầu công tác sát hạch cần đảm bảo nghiêm túc, thực chất và phải được giám sát chặt chẽ. Về công tác đào tạo phải được ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực tế đào tạo sát hạch lái xe. Có thể thấy rằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại cùng với sự vào cuộc sát sao đồng bộ của các ngành chức năng, việc đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày càng được minh bạch, đáp ứng nhu cầu học, thi cấp giấy phép lái xe của nhân dân, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.